Ok, hai cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Pokemon Go là mình đây tôi chẳng nào. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục mà cập nhật các cái sự kiện sắp tới. Cả nhà có rất là nhiều sự kiện vui cũng như là hay luôn. Nó tới liên tục luôn các bạn. Rồi, cả nhà cùng mình đi cập nhật các cái sự kiện để chuẩn bị nha. Yes, let's go cả nhà. Thế rồi, listdeck.com cả nhà. Rồi đầu tiên là sắp tới là chúng ta sẽ có hết cái sự kiện của Juventus này cả nhà này, nó hết rồi. Còn một ngày 15 giờ nữa là nó tới sự kiện mới này. Ok, chúng ta cùng xem nha. Đầu tiên là sự kiện kỷ niệm 8 năm ra mắt game các bạn. Wow. 8 năm rồi. từ năm 2016 đúng không? Mà bây giờ là 2024 cả nhà. Rất là nhanh, thời gian trôi kinh quá các bạn. 8 năm. Ok. Trong sự kiện này cả nhà nó sẽ bonus cho chúng ta rất là nhiều thứ này. Đầu tiên là tăng cơ hội chúng ta lucky friend, chúng ta sẽ tặng quà tương tác nhiều vào. Thì trong những cái ngày mà diễn ra sự kiện cả nhà, đó là từ ngày 28 đến ngày 3 tháng 7 thì nó sẽ cho chúng ta cơ hội lucky friend nhanh ha. Đó. Rồi nó cũng tăng luôn cái lucky chay lụi luôn, chúng ta chay lụi nó sẽ dễ có lucky Pokemon nữa đó. Rồi khi mà chúng ta tặng quà cũng như là tương tác với bạn bè thì nó sẽ tăng cái team lên, nó cũng tăng thời gian team lên, nó chắc là nó tăng ví dụ như mình tặng quà bình thường thì nó sẽ tăng một điểm mà, còn bây giờ nó sẽ tăng cho tầng 2 điểm đi chẳng hạn, đó thì sẽ rút ngắn lại cái thời gian chúng ta lên best friend nhanh hơn nha. Nó tăng tầm khoảng 2 ngày đó các bạn, rút ngắn 2 ngày. Rồi cơ hội fading 8x88 gì đây, Gimigo từ rồi, cái này là của trong cái khi mà các bạn thả cái lure golden để tìm cái coin của bạn này các bạn. Rồi cả nhà, nó sẽ ngồi ra thì trong thời gian diễn ra sự kiện này thì nó sẽ còn có thêm các cái bonus đặc biệt cả nhà trong mỗi ngày đó. Ví dụ như ngày 28 này, tháng 7 này thì nó sẽ giảm được thời gian áp trứng đi. Còn nữa 30 thì nó sẽ nhân đôi EXP, ngày 2 tháng 7 thì nó sẽ nhân 2 Stardust Catching Pokemon. Rồi cái ông Pokemon Merge này nó có thêm mũ cái nha. Ở đây cái hình này này, đây. Đó, cái custom này. đội mũ sinh nhật Happy Birthday. Rồi cái bạn Melton này nó xuất hiện lại và có tỷ lệ shiny cái nha. Đó nên cái lúc này chúng ta sẽ mở box nha, mở mystery box để tìm shiny Melton. Rồi Spore, Pokemon Spore rất là nhiều các bạn, những cái Pokemon các cái rank khởi đầu này rất là nhiều đó, tuyệt vời chưa. Những cái bạn mà bỏ qua các cái sự kiện trước thì chúng ta có thể săn được thứ nhất là đầu tiên là các cái bạn Pokemon PvP này đó, Fukuoka cái nhà, một cái tên rất là hot trong cái tuần này luôn đó, Fukuoka chúng ta PvP 1000 năm. Tiếp theo là Toto Die này cả nhà này, đó tiến hóa thành bậc 3 đó, bằng Fera gì đó mình quên tên rồi cả nhà. Ligader gì đó. Đây thì bạn này có Hydrocanon rất là mạnh này, Mudkip để tiến hóa thành Swampert. Ok. Rồi Biplup cả nhà, Biplup với lại Snivy ha. Đó, đây là các cái bạn mà BVB, ngoài ra còn có Froakie cũng như là Chespin, cái nhà săn hàng để BVB, đặc biệt nha, đặc biệt là bạn cá sấu này các bạn. Tập trung vào bạn cá sấu này cái nhà, đi tìm hàng BVB. À quên, Cyndaquil nữa, Cyndaquil nữa nha. Hai Hatterning hot nhất này, đó. Các bạn tìm hai bạn này để BVB nha. Rồi. Một sao chúng ta sẽ có click này trên raid. Ok, ngoài ra nó cho chúng ta các cái nhiệm vụ nghiên cứu khi chúng ta quay. Đây các nhiệm vụ nghiên cứu này cả nhà, đó nó sẽ cho thêm time research rồi. Cái này là dưới này là các cái bonus khi mà chúng ta mua vé này. Ok, u ngồi ra là cái này này các bạn, nó có cho cái một cái bộ nhiệm vụ khi mà chúng ta mua. Nó sẽ cho chúng ta shiny Celebi ở những cái bạn mà giống như mình kiểu như là bỏ lỡ các cơ hội các cái nhiệm vụ trước, không biết là nó cho chắc chắn là 100% shiny Celebi hay không cả nhà. Nhưng mà trong này nó ghi là bộ nhiệm vụ này nó cho shiny Celebi. Đó. Đây thì những cái bạn bỏ lỡ cái bộ nhiệm vụ trước thì để xem, nó có tên là Whisper in the Wood.
mình nghĩ là nó sẽ cho chắc chắn 100% thì phải. Chưa làm nhiệm vụ này lần nào này không biết các bạn. Những cái channel nào mà đã hoàn thành cái nhiệm vụ đợt trước rồi các bạn thì không thể mua cái vé này đó, cho nên là những cái bạn nào bỏ lỡ rồi thì mới mua được thôi. Ok, đây Shiny Mimetal, rồi Shiny Celebi đây cái nhà này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái sự kiện đó là các cái raid 5 sao cũng như là 4 sao nó sẽ thay thế các bạn. Oh, wow, tuyệt vời chưa. trên 5 sao các bạn, quá đã luôn. Thầu đánh luôn các bạn từ ngày 28 đến tới đến ngày 8 luôn. Như vậy chúng ta sẽ có là tầm khoảng 10 ngày đó các bạn. Wow, sang hô ô cả nhà. Rồi ngồi ra còn có thêm Terranita nữa. Cũng tuyệt vời luôn các bạn, Mega Terranita rồi. Đây, tiếp theo là ngày 29 này chúng ta sẽ có Mega Rayquaza thì mình đã nói trong cái video trước rồi cả nhà nha. Rồi, Go Fake cả nhà. Đây có sự kiện này các bạn. Info from Mucha's Bay thì nó bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 cả nhà. Đây chúng ta sẽ có những cái ngày này cả nhà. Ngày 8 tháng 7 này đến ngày 11 thì những người mà sử dụng tay remote này sẽ tăng lên 20 luôn, max 20 cái cho một ngày. Đó. Và khi mà đến ngày 12 nha, ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 thì cái thời gian này nó là đang diễn ra Go Fake Global cả nhà. Thì chúng ta sẽ được dùng không giới hạn luôn tại remote cả nhà. Ok, rồi channel từ level 31 trở lên thì nó sẽ bonus cho chúng ta cái DXL khi mà chúng ta trading. Nó sẽ tăng khi mà chúng ta trading nó sẽ được cái DXL nhiều đó các bạn. Rồi, chúng ta nhớ trading nha. Tiếp theo là đây là cái vé cả nhà. Khi mà chúng ta mua mà nó sẽ bonus cho chúng ta như là thêm 5.000 kinh nghiệm khi chúng ta hoàn thành một cái raid này. Rồi nhân 2 status khi mà win YouTube Big raid 3 đồ, thêm một candy khi mà thêm một kẹo rồi chúng ta khi mà chúng ta hay bắt Pokemon 5 sao đó nha. Rồi thêm một cái DXL nữa khi bắt Pokemon 5 sao. Rồi thì chúng ta sẽ up tới 2 free raid badge. Rồi cái này là cái điều đặc biệt ở trong cái sự kiện này cả nhà, thế đó là nó debut cái Pokemon background trong sự kiện Ultra Beast này luôn. Wow, quá tuyệt vời. Đây là các cái background mà trong Go Fest này cả nhà. Đây là background Go Fest nha. Đó. Rồi hiện tại thì mình chưa thấy các cái hình của các Pokemon Ultra Beast còn lại cả nhà. Thì nó có nói là từ thứ hai các bạn. Từ thứ hai ngày 8 tháng 7 nè, đó 10 giờ đến ngày 13 tháng 7 luôn là bắt đầu thì các trainer luôn trên toàn thế giới luôn thì sẽ có được background của các quái vật Ultimate này, các Pokemon Ultimate này trên Raid 5 sao đó khi mà bắt các bạn. Ok nha. Nếu mà hay chúng ta sẽ có được cái hình này phía sau Pokemon. Ok, và như vậy chúng ta sẽ chia làm hai cái giai đoạn các bạn. Giai đoạn đầu là từ để mình xem nha. Ok, thì cái ngày mà nó các cái Ultra Beast các bạn, các Ultra Beast tính từ những cái con ngồi Necroma đó với lại Sugaleo cũng như là Lunalara thì những cái con Ultra Beast còn lại ấy chúng ta sẽ có các cái hình nền từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 nha. Rồi khi mà đây diễn ra Go Fest cả nhà thì ngày 13 chúng ta sẽ bắt đầu có thêm đó là Necroma nữa. Đó, nếu mà hay chúng ta sẽ có hình nền nha. Đó, các cái con quái vật Pokemon Ultra Beast cộng với Necroma là ngày 13 là thứ bảy cả nhà này. Đó là ngày đầu tiên diễn ra Go Fest. Sau khi mà hết ngày thứ bảy rồi thì ngày chủ nhật thì những cái bạn Ultra Beast nó sẽ không có hình này nữa và nó chỉ nhường lại hình này cho Necroma, Sugaleo với lại Lunala cả nhà. Rồi như vậy là chúng ta sẽ chia làm hai giai đoạn nha. Ok, nếu mà chúng ta fusion lên thì hai cái dạng Deadman cũng như là Darwin nó cũng có background riêng luôn. Ok, thì chắc ngày tới ngày đó chúng ta sẽ xem thử là nó sẽ như thế nào, bây giờ thì không biết được. Rồi, một cái thử thách toàn cầu các bạn thì nó sẽ cho chúng ta một cái thử thách toàn cầu sớm chúng ta phải làm.
xong rồi khi mà hoàn thành xong thì nó sẽ bonus cho chúng ta rất là nhiều thứ đó. Nó sẽ cho chúng ta cái điều đặc biệt đó là chúng ta nó sẽ cho chúng ta sử dụng nó cái big ball này luôn. Nó nếu mà làm xong cả nhà thì nó sẽ cho toàn thế giới sử dụng cái big ball này để bắt quái vật Ultra Beast, thì như vậy là cái bóng này nó sẽ bắt quái vật Ultra Beast rất là nhanh đó, sướng hơn cái bóng trắng nữa các bạn. Rồi tất nhiên đó nó sẽ cho cái nhiệm vụ thử thách toàn cầu các bạn, thế đó mà làm thôi. Cái thử thách này nó sẽ diễn ra luôn trong cái Go Fest luôn đây các bạn. Rồi về Red các bạn, đây Gulot này thì chúng ta sẽ có ngày 8 nó sẽ ra trước thứ hai các bạn. Nihiligu thì sẽ ra ngày 9, ngày 10 đó là sẽ chia làm hai cái hai cái bán cào đây các bạn này, thì chúng ta sẽ có katana thôi, còn Celestia thì chúng ta phải dùng remote, bởi vậy mà nó bắt buộc nó sẽ cho chúng ta 20 cái remote cũng như là không giới hạn khi mà diễn ra Go Fest các bạn. Ok, ngày 11 cái nhà này chúng ta sẽ có vẫn là Takataka ở phía cái đông bán cào đúng không, tay bán cào là chúng ta sẽ có Play Balloon. Rồi về thứ sáu ngày 12 tháng 7 thì đó vẫn là cái bạn ở Book Wall này thì ở Mỹ với lại Greenland, còn Pheromoser này thì Euro Trung Đông, Châu Phi cũng như là Ấn Độ các bạn. Còn chúng ta sẽ có Sukuchi, chúng ta sẽ ngon hơn các bạn, chúng ta sẽ có Sukuchi ngon hơn. Sukuchi nó nằm trong top BBE, top monster mạnh đó, chúng ta có lợi thế hơn các bạn, chúng ta sẽ có Sukuchi. Rồi về Time Research đây, sau khi hoàn thành Time Research and Counter cái này có một cái Time Research để bắt cái này nữa hả ta. Những cái Pokemon mà trong cái nhiệm vụ nghiên cứu này, này nó sẽ không có hình đèn các bạn. Rồi ở dưới này thì nó sẽ cho chúng ta các thông tin về vé này. Đây cái vé Inbo from Inbo Chaspay. Đây nó khi mà mua vé nó sẽ được các cái phần thưởng khi mà làm xong nhiệm vụ Time Research các bạn. Đây kẹo này, hầu như là các cái kẹo các bạn, kẹo XL, Stardust, Starby. Rồi China có hai vé này, đó là vé này với lại cái vé Global thì sẽ có thể có tối đa đó là 10 cái free rebate luôn khi mà spin cái gym. Ok rồi, các cái gói các bạn tới ngày đó các bạn sẽ biết được cái gói nó sẽ như thế nào nha. Ok thì tổng kết lại chúng ta sẽ có các cái sự kiện đó là Ho-Oh này, Mega Tyranitar này, có sự kiện sinh nhật này khá là nhiều bonus luôn. Wow, Shiny Celebi, Shiny Melton, rồi các kiểu Pokemon PvP đó rất là nhiều, thầu bắt luôn các bạn, quá tuyệt vời luôn đó. Nó thêm cái Ultra Beast hình này nữa đây, đặc biệt là cái hình này, cái đặc biệt nhất là cái hình này các bạn debut luôn. Không cần tham gia các sự kiện đặc biệt, mua vé đó ở các nước khác nhưng chúng ta vẫn có hình này. Ok nha. Rồi cứ lấy cả nhà sẽ có được nhiều Pokemon ngon cũng như là chơi game Pokemon Go thật là vui. Bye bye, hẹn cả nhà các video lần sau nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Yes.